Em tới đây làm gì? Tôi là Mạc Quý Lan, đại diện Bảo Di Lâm đến tranh chức vị tổng huấn luyện dân đoàn. Quý Lan, tôi nói thật đó. Tránh ra. Cái sư phụ. Hắn Ba, anh về rồi à? Đã về rồi. Sư phụ về đây tranh chức tổng huấn luyện dân đoàn, chúng tôi đương nhiên phải tới ủng hộ rồi. Mạc Quý Lan, tôi thấy sẵn tuyển chọn huấn luyện dân đoàn, cô là phụ nữ, tư cách gì tham gia? Tòa thị sảnh nói hoan nghênh mọi người tham gia, đâu có nói phụ nữ không được tham gia. Phải đó, tôi thì chưa nghe. Hắn Bang có nghe không? Chưa. Còn mọi người? Không có nghe đâu. Ai cũng nói là không nghe. Cho dù là vậy, nhưng Bảo Chi Lâm đã bị niêm phong rồi, không thuộc về với võ thuật của Quảng Châu nữa, cho nên cô không đủ tư cách tham gia. Mạc Quý Lan có tư cách tham gia. Tôi là hội trưởng hội võ thuật, tôi tuyên bố Bảo Chí Lâm gỡ bỏ niêm phong, Mạc Quý Lan có đủ tư cách để tham gia. Đúng đó, đủ tư cách tham gia. Đúng. Đúng đó, đúng rồi, đủ tư cách tham gia. Đúng rồi. Đủ tư cách tham gia. Được, nếu như đã có 4 vị sư phụ ký giấy xin tử tranh chức tổng huấn luyện dân đoàn, chúng ta sẽ rút thăm để quyết định đối thủ. Các vị, ở đây có 4 tờ giấy, trong đó có 2 tấm viết Giáp Phương, 2 tấm viết Ất Phương. 2 vị sư phụ nào rút trúng tờ giấy giống nhau, họ sẽ là đối thủ tỷ võ của nhau. Kết quả rút thăm đã có. Mạc Quý Lan và Diêm Thiết Thạch là Giáp Phương, Lôi Chính Long và Tùng Bổn Dẫn là Ất Phương. 2 người thắng cuộc sẽ đánh tiếp ở vòng trong. Người thắng cuộc cuối cùng chính là tổng huấn luyện dân đoàn. Lôi sư phụ, ông cũng ở đây hả? Cháu nấu rất nhiều món ăn, ông ăn cơm chưa? Ăn chung nha. Ba, sao ba lại ở đây? Lôi sư phụ, hai người tưởng đấu đó như vậy thì có thể thắng được Tùng Bổn Nhẫn và Diêm Thiết Thạch sao? Phía Hồng có cuốn sổ ghi chép lại những tâm đắc của ảnh về võ công, trong đó cũng có đề cập tới Khổng Thủ Đạo và Thiết Sa Chưởng. Đó chỉ là lý luận suông. Muốn hiểu rõ thực hư của đối thủ thì phải tận mắt chứng kiến để thần đánh với người ấy. Tôi và Tùng Bổn Nhẫn từng giao đấu, quyền lộ của hắn rất trực tiếp, chiêu nào cũng nhanh và mạnh. Cho dù hai người có nhanh tới đâu, quyền của hắn cũng như dao đâm vào điểm chết của hai người. Một chiêu là đủ để hai người thua rồi. Nếu như còn xuất quyền nhanh hơn hắn, hắn là cao thủ đệ nhất của Quan Đông, không phải hữu danh vô thực đâu. Lôi sư phụ, vậy làm sao mới đánh thắng được Tùng Bổn Nhẫn? Hai người phải lấy sức chọi sức, giảm bớt sức tới của hắn, sau đó thừa cơ đánh trả. Long, con dùng tốc độ nhanh nhất đánh qua đây. Cảm nhận được chưa? Làm lại. Làm lại. Xuất quyền chưa đủ nhanh, suy nghĩ kỹ lúc nãy ba xuất chiêu như thế nào. Quyền lộ của hắn rất trực tiếp, chiêu nào cũng nhanh và mạnh. Hai người phải lấy sức chọi sức, giảm bớt sức tới của hắn, sau đó thừa cơ đánh trả. Tốt lắm, còn nắm được rồi. Làm lại. Hôm nay tôi đại diện cho thị trưởng tới đây cùng mọi người chứng kiến sự ra đời của chức tổng huấn luyện dân đoàn. 4 vị sư phụ trước đây đã ký giấy xin tử. Tôi nhắc lại một lần, hôm nay
trừ khi đối phương chịu thua. Nếu không thì phải đánh cho đối phương bại trận, phần thắng bại mới thôi. Sống chết đều do trời định, tỷ võ chính thức bắt đầu. Trận thứ nhất, Mạc Quế Lan sư phụ của Bảo Chi Lâm đấu với Thiết Sa trưởng Diêm Thiết Thạch sư phụ. Xin hai vị bước lên võ đài. Thiết Sa trưởng, tay của hắn cứng lắm đó. Bởi vậy ngày nào cũng lấy tay đấm vào Thiết Sa đào chết đi được. Quế Lan ơi, cẩn thận đó. Cuộc thi bắt đầu. Hay quá, hay quá, hay lắm, hay lắm. Trận thứ nhất, Mạc Quế Lan của Bảo Chi Lâm thắng cuộc.